Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Trước mắt các bác đây là một chiếc đồng hồ Odo, và hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một chiếc Odo 578 chơi bản nhạc Westminster. Và như các bác cũng có thể nhìn thấy ngay ở trên màn hình của các bác, đây là một trong những cái chiếc Odo 578 rất là đẹp. Em có thể dùng từ rất đẹp và xuất sắc hoặc là tuyệt vời với chiếc đồng hồ này. Ví dụ như các bác nhìn thấy, đây là một cái vỏ thùng rất đẹp và gợn sóng. Ngoài cái vấn đề gợn sóng ra rồi thì nó còn có các cái họa tiết chạm trổ nổi ở hai bên cánh như thế này. Đây các bác nhìn này, đó, chạm trổ nổi cực kỳ sắc sảo. Ngoài ra ở đây ta còn có cái mặt số quay chảo, hay còn gọi là mặt cười số nổi viền vàng rất đẹp các bác nhé. Thực sự rất đẹp, rất rất đẹp ạ. Đó, bên dưới đây thì là ta có một cái tay cầm kim loại này, và đặc biệt hơn một chút nữa thì ở bên dưới này, đây, ta có một cái kính vẽ các cái họa tiết cùng tông màu vàng rất là đẹp. Và đằng sau đấy là một cái quả lắc hình bát quái màu vàng sáng bóng, tuyệt vời, gần như cũng không vết xước nào. Đây các bác nhìn này, mời các bác ngắm cái phần mặt số kỹ hơn này, rất đẹp các bác nhé. Đây, đó. Rồi bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết từng góc cạnh để cho các bác quan sát. Chạm trổ này rất tinh xảo, hai bên vách thùng này rất đẹp các bác nhé. Đây là một cái thùng rất to, các bác nhìn này, nó cực kỳ to luôn. Thùng này là thùng nắp Odo 10 các bác nhé. Nhìn cái phần mặt số này, cái phần kính này, nó rất là có một cái nét tương đồng. Đó, nói chung một cái ngôn ngữ thiết kế và cùng một cái tông màu, nhìn rất là hài hòa và đẹp mắt. Vang vọng luôn luôn gửi kèm các bác một cái phiếu bảo hành 2 năm, tặng một lọ dầu, cây lên con zin này, và chiếc này còn zin từ A đến Z, từng con ốc luôn các bác này, cái vít chốt tường còn nguyên nhá, cái khóa gông bằng gỗ còn nguyên. Đây là hai cái cần gạt khóa nhạc này, đây chữ stop đây, củ gông 101, còn nguyên cả cái chân cọc chống máy ở đây như thế này. Em xoay máy để các bác nhìn này, đèn pin nhá, này vàng ươm luôn. Thực sự cái máy này em đánh giá là còn phải đẹp trên đến trên 95%. Này, mọi thứ đều rất xuất sắc các bác nhìn. Gồm đèn bóng gồm có 7 gông thép và 1 gông đồng nhá, 1 gông đồng ở bên cái phần điểm giờ để tạo thêm cái độ ấm cho chất âm. Rồi em test chuông để các bác nghe luôn.
Vừa rồi là 4 giờ đồng hồ điểm 4 tiếng chuông thông báo. Đây các bác nhìn ở góc này các bác thấy cái mặt số nó rất là đẹp này. Có cái logo Odo ở đây. Vertebo West Swinton tên bản nhạc. Viền rất bóng này. Các bác thấy này, này. Tương phản rất cao, rất bóng. Quả lắc cũng vậy. Này. Thùng bên trong rất đẹp nhá. Em soi từng góc cạnh để các bác nhìn này. Đó. Này, các bác quan sát này, thùng rất to, đây là một cái thùng rất to các bác, cỡ lớn. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.